mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự tích xuất gia của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lời người biên tập. Hòa Thượng Tuyên Hóa quê ở huyện Sông Thành, tỉnh Cát Lâm, là người Hà Bạch, thân phụ là Phú Hải, chuyên về nghề nông. Suốt đời cần kiệm trong nơm gia đình. Mẹ họ Hồ một đời ăn chay và niệm Phật không sót ngày nào. Ưa bố thí, thích làm việc thiện, hễ ai cần giúp là giúp ngay, nên là sớm đều xưng tán và coi bà như một vị Bồ Tát sống. Vào đêm ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ, bà nằm mơ thấy Đức Phật A Di Đà giáng lâm, thân phóng hào quang, soi sáng thế giới, chấn động cả đất trời. Giật mình tỉnh giấc, bà ngửi thấy một mùi hương lạ, tỏa ra thơm ngát dị thường, tràn ngập toàn thân và tận gan phổi. Thật là một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Phút chốc hòa thượng ra đời, khóc ròng ba ngày ba đêm mới nín. Cơ hồ ngài đã biết được cái khổ phải gánh chịu của chục sanh trong cõi ta bà. Dưới đây xin trích những điều tự thuật của hòa thượng về nhân duyên xuất gia của ngài. Thuở nhỏ, trước năm tôi lên 12 tuổi, tôi là một đứa bé rất cứng đầu. Cứng đầu tới cỡ nào, hễ có ai chọc tôi liền khóc. Và một khi tôi đã khóc là không biết bao giờ mới nín. Tôi không vâng lời cha mẹ và tôi chỉ làm theo ý của mình. Nhiều lúc tôi từ chối không ăn, không uống, cứ như vậy mà kêu khóc. Cha mẹ tôi đành phải chịu thua, không còn cách nào để dạy tôi. Hồi đó tôi biết cha mẹ tôi thương tôi lắm. Khi thấy tôi không chịu ăn, thì hết sức mềm lòng mà chiều theo ý tôi. Thôi ấy, tôi bất hiếu đến độ như vậy, tôi chẳng đếm xỉa về đến nỗi khổ tâm của cha mẹ vì mình. Nay hồi tưởng lại, tôi ân hận đã làm một đứa bé quá hư đốn. Lần nọ, một đứa bé láng giềng qua chơi, hồi đó tôi mới biết bò, và nó cũng đương tập bò như tôi. Chúng tôi cùng bò trên một cái bục, hai đứa bé đua nhau bò coi ai mau hơn. Thế tôi bò vượt qua dẫn đầu nó bèn cắn vào chân tôi. Tôi thật ngu đần, thay vì phản kháng lại, tôi chỉ biết khóc, bây giờ nhớ lại thấy tất cười. Vào lúc 11 tuổi, tôi cùng các bạn trong thôn ra ngoài sớm chơi, tôi bắt gặp thay chết của một em bé. Từ khi ra đời, tôi chưa hề thấy cảnh chết chóc, nên tôi nghĩ rằng đứa bé đã đưa ngủ. Nhưng kêu nó mãi mà nó không tỉnh giấc, hai mắt nó thì nhắm nghiền, hơi thở không còn. Tôi chẳng hiểu ắt giáp chi, liền chạy về nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, tại sao lại có đứa bé ngủ ở ngoài đồng như vậy? Mẹ tôi nói, đứa bé ấy chết rồi. Tại sao con người lại phải chết, và làm sao để thoát chết chứ? Tôi hỏi lại. Lúc đó, có một người bà con đang ghé thăm gia đình đỡ lời nói rằng, chú phải xuất gia tu đạo thì mới tránh khỏi cái chết. Tôi trông thấy cái chết rồi nên tôi sợ lắm, tôi không muốn chết. Tôi cảm thấy chuyện luân hồi sanh tử chẳng hay ho chi, và trong đầu đã nảy sanh ý muốn xuất gia, bởi vì chỉ có tu đạo thì mới chặt đứt được vòng sinh tử. Một hôm, tôi thưa với mẹ tôi, con muốn xuất gia tu đạo, chẳng hiểu mẹ có ân thuận không? Mẹ tôi nói, xuất gia là một điều hay, mẹ không thể ngăn cản con được. Tuy nhiên, mẹ mong rằng con hãy chờ đến khi mẹ mất rồi, thì con xuất gia cũng chưa muộn. Vậy là mẹ đã chấp thuận cho tôi xuất gia. Mặc dầu chưa thể thực hiện ngay được ý nguyện của mình, nhưng tôi sung sướng vô cùng. Khi ấy tôi hồi tưởng lại những hành vi bất hiếu trong quá khứ. Tôi ôn lại những điều đã làm khiến cho mẹ tôi buồn phiền và hao tổn nhiều tâm sức vì tôi. Tôi tự hỏi phải làm gì để báo đáp công ơn cha mẹ đã sinh thành và dạy dỗ tôi. Tính tới tính lui, tôi bèn nghĩ ra một cách ngu xuẩn là đến cúi đầu lạy cha mẹ, tỏ lòng sám hối. Tính như vậy rồi tôi quyết định thi hành cách đó. Ngay khi tôi hướng tới cha mẹ cúi rạp đầu lạy xuống, cha mẹ tôi rất đột kinh ngạc hỏi rằng, có chuyện gì mà lạy như vậy? À, bà trước đây, con làm những điều bất hiếu với cha mẹ, khiến cha mẹ buồn phiền. Mẹ con biết như vậy là sai quấy, cho nên, bắt đầu từ nay con xin lạy cha mẹ để sám hối. Cha tôi nói, nếu đã biết mình làm lỗi và hối cải là tốt rồi, bắt tất phải lễ lạy. Tôi đáp, xưa nay con là đứa cứng đầu, nói ra điều gì thì phải làm theo cho kỳ được. Cha mẹ tôi vốn biết rõ tính nết của tôi, nên không nói gì thêm, do đó cứ để mặc tôi làm theo đúng ý nguyện, nhận lạy của tôi vào buổi sáng và tối. Từ hôm đó, mỗi ngày từ lúc sáng sớm, khi người nhà hãy còn ngon giấc, tôi đã ra sân hướng tới cha tôi lạy ba lạy, hướng tới mẹ tôi lạy ba lạy. Mỗi tối, sau khi mọi người đi ngủ, tôi lại ra sân lạy cha mẹ, mỗi người ba lạy.
Một thời gian sau, tôi cảm thấy như vậy chưa đủ. Tôi lạy thêm trời và đất. Hồi bây giờ tôi chưa được nghe nói tới các danh từ vua trời, vua đất hay vua người, chỉ biết các trời, đất, hoàng đế, cha mẹ, thầy giáo. Cho nên cứ sớm và tối tôi lạy trời ba lạy, lạy đất ba lạy, lạy vị nguyên thủ quốc gia ba lạy, lạy cha ba lạy, lạy mẹ ba lạy, lạy vị thầy trong tương lai ba lạy. Tôi rạp đầu lạy như vậy trong một khoảng thời gian, sau đó tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, nên tôi lạy thêm các vị đại hiếu trong thiên hạ, các vị đại thiện trong thiên hạ, các vị đại hiền nhân và các đại thánh nhân. Về sau, tôi lạy thêm các vị thiện nhân trên toàn thế giới, cũng như các bậc thiện nhân trong thiên hạ. Khi lạy trời, tôi cầu cho những kẻ đại ác, những kẻ xấu nhất trong thiên hạ được cải ác ra thiện, mong rằng tất cả đều trở thành người tốt. Số lạy mỗi ngày tăng thêm cho tới con số 830 lạy. Mỗi lần lạy kéo dài 2 giờ rưỡi, sớm một lần, tối một lần, tính ra là 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bất luận là ngày có gió to hay mưa lớn, tôi cứ theo đúng số mà lạy. Ngay cả vào mùa đông, nhằm lúc tuyết rơi, tôi vẫn cứ ra lạy ở ngoài sân. Tôi dùng một tấm lòng ngu dại nhưng chân thành làm nhiên liệu để kích động việc lễ lạy, và cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an. Ghi chú, ngu dại nhưng chân thành ý muốn nói, ngài hy sinh chịu thiệt thòi lễ lạy để làm lợi ích cho người. Tôi tiếp tục lạy như vậy được vài năm. Sau khi mẹ tôi mất, thì tôi lại ở bên phần mộ của mẹ tiếp tục lạy thêm trong 3 năm. Sau đó tôi xuất gia và bắt đầu nghiên cứu kinh điển. Tôi nhận thấy rằng kinh điển Phật giáo quả là một kho tàng phong phú nhất, hoàn thiện nhất, mà các tôn giáo khác không có được, không có kinh điển nào có thể đem ra so sánh được. Trước khi xuất gia, tôi cũng đã từng tham gia các hoạt động của các tôn giáo khác, như tham dự các buổi lễ của Cơ Đốc giáo, của Thiên Chúa giáo và cả những pháp hội của các đạo khác nữa. Nhưng nói chung, nhưng nếu nghiên cứu đến chỗ rốt ráo để tìm ra phương pháp liệu sanh thoát tử thì thật là thất vọng, vì giáo nghĩa các tôn giáo này không đi đến chỗ cứu cánh. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo lại được nhiều người biết đến và tin theo. Tại sao vậy? Bởi Tân Ước và Cổ Ước để được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ, và ý nghĩa thì đơn giản cho mọi người dễ hiểu. Còn giáo lý trong Kinh Phật thì ý nghĩa tuy đạt tới chỗ viên mãn, nhưng kinh văn thì quá cao siêu, vượt tầm mức hiểu biết ở bình thường, nên ít người tin theo. Do đó tôi liền phát nguyện, quyết tâm đem hết Tam Tạng 12 phần giáo biến thành văn bạch thoại, tức là văn nói dễ hiểu, rồi lại dịch toàn bộ kinh ấy ra ngôn ngữ của các nước trên thế giới. Đó là một phát nguyện liều lĩnh, bởi vì tôi đâu có biết ngôn ngữ các nước trên toàn thế giới, cũng không có cơ hội để học các thứ tiếng nói này, lại không có đủ kiến thức về việc này, chẳng hiểu rồi tôi có thể thực hiện được lời nguyện này hay không. Vào năm 1962, tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp. Tới lúc nhân duyên hội đủ, các đệ tử của tôi bắt đầu công trình phiên dịch để hoàn thành lời tôi phát nguyện. Sau nhiều năm cố gắng, thành tích đạt được khá tốt đẹp, nhưng mục tiêu hãy còn xa lắm. Mong rằng tất cả mọi người hãy nỗ lực làm việc nhiều hơn. Dịch kinh là công việc của Thánh Hiền, đó là một việc thanh cao, tột bậc. Tam Tạng 12 phần giáo mà dịch ra hết Anh ngữ thì công đức đó không có gì sánh bằng. Hôm nay một vị đệ tử đã phát nguyện dịch kinh Phật ra Anh ngữ khiến tôi hồi tưởng lại là tôi phát nguyện năm xưa. Tôi hy vọng các đệ tử của tôi đồng lòng hiệp lực để hoàn thành lời nguyện đó. Ghi chú của người biên tập. Tại chùa Nam Hoa, trong thời gian gần gũi với Hòa Thượng Hư Vân, ngài được Hòa Thượng Hư Vân coi trọng và được giao chức vụ giám học của Học viện Giới Luật, và ít lâu sau chuyển sang làm chủ nhiệm giao vụ. Trong kỳ lễ truyền giới, Hòa Thượng Tiến Hóa được cử làm vị tôn chứng A Xà Lê. Về sau, ngài được Hòa Thượng Hư Vân truyền pháp tông Quy Ngưỡng, và chính thức trở thành vị tổ sư đời thứ 9 phái Quy Ngưỡng. Trên đường hoằng pháp, Hòa Thượng Tiến Hóa đi từ Hương Cảng qua Mỹ, và tại đây Hòa Thượng diễn giảng hàng chục bộ kinh Đại Thừa, đề xướng cả 5 trường phái của Phật giáo, đó là Thiền, Giáo, Luật, Mật và Tịnh, dẹp bỏ hàng rào ngăn cách giữa các tôn phái với nhau, coi việc phục hưng Phật giáo là trách nhiệm của mình, đồng thời thúc giục hàng môn đệ phải ngày ngày tham thiền hoặc niệm Phật, sám hối, nghiên cứu kinh điển, chân thật tu hành nhằm khuôn phò hộ trì chánh giáo, ước mong chánh pháp được mãi mãi trường tồn.
Hòa thượng Tiên Hóa có trí huệ siêu việt, trí nhớ phi thường, một lần đọc qua là nhớ mãi. Trước khi giảng kinh hay thuyết pháp, thì Ngài không phải suy tư hay soạn bài gì cả, mà tùy theo nơi chốn, thời điểm, tư chất căn cơ của quần chúng, và biến cố, tức là sự việc xảy ra trong đời sống như thế nào, để trực tiếp thuyết giảng. Với biện tài vô ngại, lời lời thốt ra thao thao bất tuyệt như dòng suối chảy, chỗ nào cũng là đạo, nghĩa lý viên dung, khiến ai ai cũng phải bội phục. Khi Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm, Ngài có thể nhắm mắt mà tụng lên kinh văn, một chữ cũng không sai. Bút giả được chính mắt trông thấy, chính tai được nghe nên không thể không khâm phục. Hàng môn đệ thì toàn là giới trí thức trẻ với trình độ đại học, ai nấy đều hết sức kính ngưỡng trước đức độ và kiến thức uyên bác của Hòa Thượng. Một số thanh niên nam nữ, người Hoa có, người Mỹ có, người Việt Nam và các quốc tịch khác, vì ngưỡng mộ và trọng vọng đức hạnh của Ngài, nên kéo nhau đến xin quy y, thọ giới và xuất gia tu đạo. Trong số này có những vị nguyên là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, họ dám bỏ lại đằng sau một tương lai huy hoàng và một cuộc sống xa hoa, đi vào cửa Phật tìm chân lý. Có người thì thực tập khổ hạnh, nhịn ăn một tuần lễ hoặc 21 ngày. Có người nhịn đói 36 ngày cho đến 72 ngày. Sự thực hành khổ hạnh đó là một việc chưa từng xảy ra trong sự Phật giáo tại Mỹ. Bất quá là một việc hy hữu xưa nay. Lại có những thầy để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, phát nguyện làm cuộc hành hương Tam Bồ Nhất Bái, liên tục trong 2 năm 6 tháng, bất chấp gió mưa, quyết mang thế lực của mình để làm gương cho tất cả Phật tử. Chính vì cảm thán đức hạnh siêu việt của Hòa Thượng, họ có vươn lên phát tâm để học theo tinh thần quên mình vì người của Hòa Thượng để thực hành Bồ Tát Đạo. Hòa Thượng giáo hóa môn đệ có phương pháp, các đệ tử đều giữ đúng quy củ, tu tập nghiêm chỉnh, luôn luôn đắp y theo đúng quy lệ của Phật, ăn mỗi ngày một bữa vào buổi trưa, đêm không nằm ngủ, tức là dạ bất đạo đơn. Có thể nói rằng, khó mà tìm được một đạo tràng với một tiêu chuẩn tu hành ưu tú như vậy. Cho nên, vạn Phật Thánh Thành có thể coi như trung tâm của Phật giáo thế giới, và là một biểu tượng có tác dụng sâu sắc đối với hết thảy mọi tín đồ Phật giáo. Năm 1962, Hòa Thượng mang chánh pháp qua Tây Phương, sau đó Ngài sáng lập Tổng hội Pháp giới Phật giáo, tiền thân của nó là Tổng hội Hoa Mỹ Phật giáo, rồi thành lập Vạn Phật Thánh Thành cùng các đạo tràng chi nhánh khác tại Mỹ, Gia Na Đại, Đài Loan, Mã Lai Á và cả nước khác, nhằm mục đích đào tạo các nhân tài rừng cột cho thế giới. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng đã thiết lập Đại học Pháp giới Phật giáo, trường Trung học Bồi Đức, trường Tiểu học Dục Lương, để chánh pháp mãi trường tồn ở nhân gian và để cho phần lý thuyết và thực hành của việc tu học đi đôi với nhau, Hòa Thượng còn lập ra một chương trình huấn luyện tăng già và cư sĩ. Hòa Thượng còn thành lập Quốc tế Dịch Kinh Học Viện, chính là nhằm vào công tác phổ biến kinh Phật trên toàn thế giới. Hiện nay rất đông tăng ni cư sĩ đương vùi đầu tận lực để dịch kinh Phật sang tiếng Anh và các thứ tiếng khác. Đến nay đã có trên 100 quyển kinh và sách bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt và các thứ tiếng khác đã được xuất bản và lưu hành trên toàn cầu. Nguyên cuộc đời của Hòa Thượng là vì quên mình mà tận tụy cống hiến cho Phật Pháp. Cho đến nay, tuy các phân chi đạo tràng của Tổng hội Pháp giới Phật giáo đã rải rác khắp nơi trên các nước Mỹ, Gia Na Đại và các nước ở Á Châu, nhưng Hòa Thượng lúc nào cũng giữ một thái độ khiêm cung, giản dị, tự xưng mình là một con kiến nhỏ, một con vật thấp hèn, địa vị ở dưới tất cả mọi người, không dám tranh đua với ai. Hòa Thượng từng nói, Vạn Phật Thánh Thành không phải là một cơ sở của tư nhân, mà thuộc quyền sở hữu của mọi tín đồ Phật giáo trên thế giới. Thậm chí Vạn Phật Thành còn thuộc về tín đồ của mọi tôn giáo khác trên toàn cầu. Tất cả những ai hiện trú tại Vạn Phật Thánh Thành đều tận tụy làm việc, còn tôi chỉ là người giữ cửa, một kẻ tu đạo, ở đây để chờ đợi những ai có duyên, ở đây để cùng tu tập. Quý vị không nên chỉ đứng ở ngoài cửa, sợ sệt không dám bước vào, vì rằng quý vị đều là người có Vạn Phật Thánh Thành, và trong tương lai quý vị sẽ thành Phật. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa Thiền Thất tháng 7 năm 1981. Ha ha ha, 闻三摩地所。